Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm sạch gà, tất tần tật về việc làm sạch và luộc gà như là cho đẹp nhé. Vì tết gà nó không bị đứt, không bị bở thịt và giòn ngon, giòn da. Ở đây các bạn mua gà về, các bạn khi mua thì các bạn nhờ ra thịt luôn, gà tươi nhé. Vì gà tươi ngon, lông mượt, màu cái đầu thì không to quá, màu đỏ. Các bạn nhờ ta vặt lông sạch cho, rồi về các bạn chỉ sơ chế lại thôi, bằng cách là các bạn bóp hết ở phần đầu này, bóp hết phần đầu cho sạch. Sạch này nhé. Và các bạn sát muối thật sạch thân con gà để cho gà của chúng ta nó không bị hôi và hết những cái lông nhỏ và những cái bẩn đi, và làm kỹ cái phần đầu cho mình nhé. Sát xong các bạn ướp gà với muối như này khoảng 5 phút để cho những cái bẩn trong con gà nó đi hết và gà chúng ta thơm hơn, ngon hơn. Phần lông thật sạch nhé, lông trên đầu. Rồi, sát xong các bạn để khoảng 5 phút cho nó ngấm vào da gà, sau đó mình sản nước sạch lại. Đây là gà tương đối sạch đấy nhé. Đợi 5 phút cho nó ngấm vào da gà cho nó sạch thêm, sau đó mình mang đi mình rửa sạch, cho khoảng 2 thìa ăn phẩm muối vào các bạn sát. Xả muối nước sạch vào nhé, và để ráo nước thì mình xong phần sơ chế gà. Nếu mà các bạn sợ gà nó hôi hơn, hôi ấy, và muốn sợ thơm hơn ấy, thì các bạn có thể sát thêm ít gừng vào và ít rượu nhé. Một cái gừng và rượu mình hay dùng để mình làm với vịt thơm, ngan vịt thơm nó tanh hơn ấy. Còn gà này nó không bẩn như ngan vịt, nó không hôi, cho nên mình cũng không cần thiết ấy. Đó, đổ hết nước vào và xả vào. Này là xong cách sơ chế đấy, mình xả nó có 2 lần nữa rồi. Gà tương đối sạch này, gà không còn lông nào nữa rồi. Và mình sẽ để ráo hết rồi mình đi bó gà để luộc nhé. Bây giờ mình chỉ cần bó gà này mình có clip rồi, các bạn có thể xem lại. Mình chỉ cần bó lại và mình mang đi mình luộc là được nhé. Mà mình sẽ nói chi tiết cái cách luộc để sao nó không bị lứt nhé. Bó cái cách là mình chia sẻ luôn cái cách bó này nhé, để các bạn áp dụng để dùng để luộc gà tết đấy. Bây giờ để bó gà thì mình chỉ chia sẻ nhanh đấy. Các bạn choãng con gà ra nhé, thanh cái bụng này ra nhé, các bạn choãng một chút này đấy. Rồi bây giờ các bạn mổ phanh đấy, và các bạn sẽ kiếm một cái đường ở cổ đây này, để mình nhét cái cánh vào nhé. Trước khi nhét cánh này, các bạn vận động cánh để cho cánh của chúng ta nó dẻo một chút, khớp nó dẻo một chút. Rồi bây giờ mình sẽ nhét con gà vào luôn vào cái cổ, phần cổ của mình đã tách ra như vậy. Cách này rất là đơn giản đấy, mình chia sẻ nhanh ý, để các bạn biết, để các bạn làm ý. Vừa sơ chế sạch gà, luộc gà lại không nứt nứt, mà gà rất là ngọt thịt, dùng cho tết luôn ấy. Đây, và nhét luôn vào trong cái cổ gà như vậy, là choãng ra như vậy. Rồi bây giờ cái chân này ý, bên xong rồi, xong cái phần đầu rồi. Về cái chân này thì các bạn khiếm một đường nhỏ qua ở gân chân này phía dưới nhá, để cho khi mà luộc nó không bị đứt nhá, để cái gân nó bị đứt, nó bị gợn đứt đi. Bây giờ các bạn ngọc lại cái chân lên, và làm sao để cái chân của chúng ta nó ôm vào cái đùi của chúng ta, đùi con gà của chúng ta. Và bây giờ các bạn ngoắc
cái chân bên cạnh cũng tương tự như vậy, để nó khớp vào cái đùi của chúng ta như này. Như này và bây giờ mình mang đi mình luộc thôi. Luộc gà thì chỉ cần luộc ngập nước. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ luôn là cái nước luộc gà mình sẽ dùng để nấu cháo luôn. Ở đây bề mang đi luộc gà, rồi dùng cái nước luộc gà và cái phần nội tạng của gà ấy thì các bạn dùng để các bạn nấu về cháo luôn ấy. Đây, bây giờ mình nấu cháo này mình ngâm gạo khoảng nửa tiếng hoặc 1 tiếng với nước ấm ấy. Đó, với một chút đậu xanh này để cho ăn ngon hơn ấy. Và mình sẽ đi ninh cháo cho nó sền sệt đặc trước, sau đó mình sẽ cho cái nồi nước gà vào. Bây giờ mình mang đi luộc gà nhé. Đây, cái bó xong rồi đấy ạ. Mình sẽ cho nước ấy, là nhiều hơn nước nấu cơm ấy, khoảng gấp rưỡi hoặc gấp đôi thôi, để cho cháo nó đặc, để cho mình cần pha với nước luộc gà bền nấu như kiểu luộc cơm đấy nhá. Như là nó phải loãng hơn cơm mà nó đặc. Bây giờ mình sẽ cho gà vào luộc nhé, phải luộc ngập nước và luộc ở cái nực, cho gà vào khi nhiệt độ nước được 70 độ cho nó. Đây, khi nhiệt độ nước được 70 độ thì cho, để cho gà nó quen với nhiệt ấy, không là gà nó sẽ bị nứt ấy. Cái đầu có thể là nó không ngập thì mình cứ luộc lấy rộng như này, sau tí nữa mình sẽ lật nhẹ nó để cho nó là được. Còn cái phần mình này cứ ngập như này là được nhé. Và các bạn cho mình 2 củ hành tím, các bạn nướng và các bạn cho vào. Hôm nay mình không cho gừng vì mình muốn cái nước này nó không có mùi gừng để mình nấu cháo. Và bây giờ các bạn cứ mở vung này cho gà nó chỉ bùng lên khoảng 5 đến 10 phút, sau đó mình bùng lên khoảng 5 đến 10 phút, nếu gà to như này thì khoảng 7 phút. Con gà này hơn 2 cân. Nướng thử sủi. Và bây giờ mình cho luôn củ hành tím vào. Nướng cho nó thơm. Nhớ là để cho gà nó sủi bùng lên. Sủi sau đó lại cho vừa mà vừa phải đấy, nhưng không to quá để cho gà không bị nứt. Vừa đợi. Tiếp đến các bạn chuẩn bị cho mình cái hành thơm này. Để mình phi thơm, mình xào với cái bộ nội tạng này để mình nấu cháo nhé. Đây, hôm nay mình vừa luộc gà, mình vừa nấu cháo gà ấy. Đây là mình không phải nấu gà cúng đâu, đây là mình chia sẻ cho các bạn để các bạn làm gà cúng thì các bạn biết ấy. Chứ còn đây là mình nấu ăn gia đình ấy, thì mình nhân thể thì mình chia sẻ luôn cách luộc gà, cách bó gà để các bạn biết thôi. Để các bạn làm thì sắp đến Tết rồi ấy. Đây. Cái mề này các bạn thái mỏng nhé và nhỏ thôi, để tí nữa mình kho nồi cháo ấy thì nó ngon hơn ấy. Thái nhỏ nhé các bạn nhé, thái nhỏ ấy, để cho nó không cứng khi mà ăn cháo thì nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Các mình đã làm sạch sát với muối rất sạch rồi, và trần qua với nước nóng này. Thái nhỏ ra phi thơm hành lên, sau mình cho và mình xào cho gia vị vừa đủ nồi cháo, cho ninh vào nồi cháo nó sẽ rất là ngon. Và khi mà chặt gà này các bạn cho gà vào nồi chanh vào bát cháo mình ăn cùng ấy. Gà này thái to nhé, có mỗi cái mề thì mình thái nhỏ, tiết cũng vậy. Rồi bây giờ mình mang đi mình phi thơm hành để mình xào cùng vào mấy gia vị và cái này cho dầu ăn vào nhé. Các bạn phi thơm cái hành nhé. Bé nhà mình thích ăn thêm cái thịt đậu xanh nên mình cho thêm một ít nữa này. Mình
giờ cho thêm muối vào nhé, muối vào chút nước mắm vào. Cho thịt đậm một chút để khi nó khai ra mồi sáng là thịt nó sẽ vừa. Khoảng một thìa một cà phê muối, một cà phê mắm. Đây đặt lên mình cho chút xíu ra ngoài. Mình không cho bột ngón nên mình cho chút xíu đặt lên. Cái xào đậm một chút để tí nữa mình nấu lẫn cháo mà, chứ mình không rắc lên trên. Cháo lên sẵn rồi, khi mà gà được thì hòa với cháo và mình đun thêm khoảng 20 phút nữa là cháo chúng ta làm được. Cái này cũng bật cho cùng là khi cho lửa nước gà. Xào xong rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp và bây giờ đi ra kiểm tra xem con gà đã sủi nước chưa. Gà chuẩn bị sủi nước rồi nhé các bạn. Những cái lúc này các bạn nhớ dưới cho mình lên nhé, vì con gà này nó to quá nên nó hơi cương lên ấy, nó để cho mới lên này, để cho gà chúng ta cái phần trên này nó cũng ngấm, nó cũng trực tiếp xúc với nước ấy, nên nó không bị nứt. Bây giờ mình sẽ hớt cái bọt này đi. Cứ cho sủi như này khoảng 5 phút, sau mình lật gà 5 phút và mở vung nhé, không đậy nhé, bạn không đậy. Nghĩa tổng thời gian mình sẽ cho sủi nó khoảng 10 phút, sủi to một chút. Hút hết cái bọt này đi. Hút cái bọt này đi nhé. Cho sủi to khoảng 5 phút, sau lật gà và cho sủi to 5 phút nữa. Rồi sau mới tắt bếp và ngâm gà khoảng 30 phút để cho gà nó chín và không bị đỏ thịt bên trong, mà gà rất là ngọt. Cái quan trọng nhất là gà nó sẽ không bị lứt đấy. Vì con gà này to cho nên mình cho sủi to này khoảng 10 phút nhé. Vì có cả cái phần đầu và phần chân này nó chưa ngập hẳn nước nên mình mới phải làm vậy. Còn lúc đầu mình chỉ định để 7-8 phút thôi. Bắt đầu nó sủi rồi đấy, các bạn cứ cho nó sủi to nhé. Sủi với nửa to ấy. Bây giờ các bạn cứ chờ đợi nhé, 5 phút sau mình sẽ lật gà. 5 phút được cái, sau khi 5 phút được cái mặt này sáng được rồi, bây giờ mình sẽ lật con gà nhé, lật nhẹ thôi. Khi mà sủi được 5 phút nữa rồi ấy, thì là 10 phút sủi á, với cái lửa nó khá nhưng không phải là quá to á. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình đậy vung nhé. Đậy vung khoảng 30 phút sau thì mình sẽ mở ra thì gà nó sẽ chín và nó không bị nứt. Và các bạn có thể lật ngược con gà sau mình mới đậy tắt bếp đậy vung nhé, để cái phần đầu của chúng ta, phần cổ của chúng ta nó không bị nứt, cái phần này nó nhiều da ấy, nó không bị nứt và nó không bị mềm quá. Và úp cái phần bụng này thì phần bụng này, cái phần thịt này nó dày ấy, thì nó sẽ dễ bị nâu chín ấy, thì mình úp lại nhé, để nó ngập nước nhiều hơn ấy. Đây các bạn, mình lật ngược lại nhé, rồi sau đó mình mới tắt bếp và mình ngâm để cái phần đùi của chúng ta nó nâu chín hơn ấy. Mình ngâm trong nước này, vì con gà này hơi to nên thực sự là nó không ngập hoàn toàn nước. Và nếu ngập hoàn toàn nước thì các bạn ngược rất là dễ đâu. Và bây giờ mình sẽ tắt bếp và đậy vung lại và nó sẽ tự chín nhé. Bếp vào đậy vung lại nha, 30 phút sau mình quay lại. Nấu đặc như này nhé, mình vừa lấy nước gà này mình lấy, và bây giờ
cái phần bộ nội tạng của con gà, xào thơm và cái nước gà mình cho vào mình nấu cùng nhé. Và bây giờ mình đun được khoảng 20 phút nữa là mình sẽ có nồi cháo rất là ngon. Sau đó mình nêm nếm lại gia vị sau. Mình sẽ bớt gà ra nhé, mình múc bớt một ít nước ra cho là cháo rồi. Bây giờ mình sẽ bớt gà ra luôn. Gà rất là bóng tan và đẹp như này. Bây giờ mình sẽ để nguội và mang đi chặt là được nhé. Mình đã xong cái món gà luộc rất là ngon và căng bóng này rồi.